Ôi, cái gì đây? 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 Tổ chúa? Đâu, 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 đâu? Mày nào anh chặt cả mình như tổ chúa? Ôi, ra rắn này. Trời ơi, làm ai sao nắm rắn thế chứ? Này. Mọi người nhá, hiện tại hôm nay anh em lại có mặt tiếp tục đi khám phá nhà hoang của mình. Ê, xem bộ ghế này cổ không? Ừ, có bộ ghế cổ đấy nhỉ. Cái này là cái bàn là cái gì nhỉ? Ngôi nhà hoang quá cổ. Cái ghế này ghế cổ ngày xưa đấy. Thớt cổ. Không phải thớt cổ. Có gì đấy không anh em? Đây mọi người xem này. Bây giờ để kiếm được những cái nhà mà nó có những cái mái ngói mà thấp thấp như này hiếm lắm, không bao giờ có. Xem có rắn không anh em? Những này hay có rắn ở lắm ấy. Ui, cái này lâu lắm này, khô hết rồi. Anh em ơi, đầu gì đấy? Đầu gì đấy? Chuột. Cái vỏ hến. Chắc cái vỏ hến. Cái này là cái gì nhỉ? À, cái bát điếu. Bát điếu. Đâu, thủng lỗ à? Này có hầm đấy. Có mọt cửa vào cái nhà này không anh em ơi? Bóng ma chắc. Ui, cái bóng gì? Nhà tình thương của ai? Quá sợ hãi mà nhá. Cái đường cổ. Hứ, cái gì đấy? Cái chê vậy. Làm ra thích cả người. Mình tưởng đánh gãy, đứng đứng. Ôi thôi, người ta đã khóa cửa rồi. Người ta đã khóa cửa rồi, tốt nhất là anh em. Nhưng mà Cam không nhìn được đúng không? Có nhìn được. Có nhìn đâu, Cam có nhìn được không? Ui dồi, nhà này yêu vắng nhưng người ta vẫn thắp cây đèn cầy. Ừ, thế nào cũng có đèn cầy nhỉ? Ui sợ chưa? Kinh thế. Ui, có nhìn như kiểu có tượng ở đấy vậy. Tượng anh ạ. Ôi, đúng như kiểu búa ở đấy, bóc ra xem nào. Thôi, sợ lắm. Thôi, nhà này chẳng được. Nấm ong đi, nấm ong đi nhỉ? Ôi, cái bài cổ này anh em ơi. Ui, cái gì đây? 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 Tổ chúa. Đâu, 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 đâu? Mày nào anh chặt cả mình như tổ chúa. Ê, nhiều lắm, nhiều bếp. Ui, đâu, 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 đâu? Nhiều đắn lắm anh em ơi. Nhiều, đâu, đâu? Ôi, sao to lắm? Ui, ui, một bé rắn này anh em ơi. Ấm mềm chưa? Ấm mềm à? Ui, cái gì đang gọn được gặp kìa. Dạ anh ơi. Mày cho tao bượt cái này cái anh nào. Ngủ tiêu. Chạy con đâu. Ui chạy chạy nhanh cơ. Chạy chạy. Đừng gọn anh em tối. Nó chạy tốc độ luôn. Sao to thế nhỉ? Ui giời ơi. Ui, nan cả con gì kia còn xương kia kìa. Đâu, ơi này. Xương này. Xương này. Kinh nhỉ. Chuột anh ạ. Ừ, cẩn thận nha anh em nhá. Ui giời, ui giời. Nhiều chưa? Ui to đầu lên. Nhỏ 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 vậy. Ừ, nhau nhau luôn, kinh nhỉ. Quá kinh khủng luôn. Nhau. Thế. Này, giờ ta đứng gọi anh em tối. Đống rắn trong bể luôn. Đầy rắn trong bể. Nguyết nó quyết rồi đến thú. Từ ngoài ngoáy trong bể kinh trường. Ngoài kinh trường kinh trường. Sao có cái bể bé này kìa. Sao có cái bể bé tí này. Đừng cổ. Bể này đựng ra uống một nước. Bể xưa. Bể này xưa. Bể này bé lắm. Bể chẳng bé lắm. Đấy, thấy chưa? Chưa. Nó dựng này, nó dựng góc này. Nó bị động tổ rồi, bị động tổ rồi. Nó bị động đấy. Cái này nó đang đầy này. Nó chui về, nó cứ ra để cái sao anh ạ. Úi giời chinh. À, anh ơi. Bây giờ làm sao bây giờ anh nhá? Bây giờ ui, em có một túi đây nhá. Cầm túi đây. Cầm túi đây cái móc. Cái móc áo cổ anh nhá. Nó móc đây, móc một thứ. Để đầy đặn đây này mọi người này. Nó bò đang bò lúng ngà, lúng ngủ này. Kinh chưa này. Úi giời. À, quá kinh khủng luôn. Úi giời anh ơi. Úi còn cái trắng chưa? Ui, con này trắng tinh. Cũng tinh tình luôn. Ấy, ui, cái tận đấy nào tay cái gì? Tiêu lời luôn. Bây giờ đi. Sợ, sợ gì? Mình xem. Ai chưa? Đấy, nhau nhau. Tuy nhiên. Ui, sợ. Ui, có con kia đang cũng tròn. Ừ, nó tròn luôn.
Buộc vào cái móc cổ vào đấy. Buộc đi, khi kế buộc đi. Kinh ghê. Cầm giữ nó. Nào người này, đứng rồi. Trời ơi, vẫn thế. Đang nèo nhau trong này. Quận thì từng đống một này. Búi 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 này mọi người này. Sao nó nhiều thế nhỉ? Cái nhà này lâu lắm này nhá. Nhà này cũng bỏ hoang lâu rồi. Đây mọi người nhá. Nó vào đây này. Ui, con kia như kiểu đang muốn đẻ trứng này ở góc này kìa. Ừ, con kia nó quận đẻ trứng đấy. Rồi. Cho anh kiểu muốn đẻ trứng này mọi người này. Quận. Nhìn em đúng là chú cổ. Rồi. Được rồi. Bây giờ móc lên. Anh móc từng con một đây đi. Đấy. Móc lên. Thử xem nhá. Đấy, anh thử móc nó không chết. Đây nhá. Túi đâu? Úi giời. Cẩn thận móc. Úi giời. Móc hết ra ngoài đấy nào. Đưa anh. Em một lốt. Nó bị hơi lạnh mắt. Này người này. Úi con kia nó còn tròn như vậy. Con kia đẹp trứng trăng trăng luôn. Dơ sát con kia để lấy. Cái ảnh rất là đẹp nhé. Tối đâu? Tối nhỉ. Đây là người này, thấy không? Năm bộ này. Bình thường. Mùi là của hết còn góc này. Đây, thấy không? Nó khô liền, nó cho này. Cho đến được thì chứ cũng móc. Móc hết lên trên nào? Móc. Ui, mình tỏa thế. Chân đấy nhá, cái này chân đấy. Đấy, thấy chưa? Bình thường. Chân mà nhá Chiến nhá, chân để ý chân nhá. Ba con. Đến thử chân mấy con. Đấy có cái gậy trên mặt bẻ Chiến. Bốn con. Giờ Chiến này. Góc bẻ cái Chiến. Ta không xuống được cái cắn chết. Lùi nó ra ngoài, đem lùi nó ra ngoài. Rồi đây. Chú tròn nó chạy vào đấy. Úi dồi ôi, dạ. Úi dồi ôi. Chú còn chạy hướng kìa. Chú còn chạy hướng kìa anh em ạ. Chân, đấy em có lỗ thân không nhá. Anh em nhìn đây. Úi nó bỏ đi nhá. Chú tròn chạy nhanh như này. Đứng ở đây, đi rồi. Rồn nó vào đi chiến. Úi dồi. Được rồi. Úi này, mọi người này. Giống nhau này mọi người. Giống nhau. Úi sao nhiều gắn thế. Quá nhiều gắn. Úi dồi ôi, nèo nhau này. Kinh chưa? Hết con kim quay đầu cái. Ui giời ơi. Nó bỏ đống này mọi người. Đống muộn. Ui nhìn cái cảnh tượng này hãi hùng chưa? Quá hãi hùng. Ui đúng đa đắn này. Ui giời ơi. Cha mình ai sao nắm đắn thế chứ. Này. Toàn con to đây mọi người. Nào đến chụp quả nhỏ. Cuốn nhỏ ấy. Kinh không? Nó đắn là mình gặp cái cảnh này. Ừ. Ui nó xoắn với nhau kìa. Nó xoắn với nhau kìa. Ừ, nó quần với nhau kìa. Nó đan đấy. Thế này gọi là đại gia đình sumo đấy kìa. Ừ. Bình thế. Nó đan xen rồi. Cẩn thận nha. Bắt từng con một vào đi. Bắt con đầu đàn đi anh ơi. Gạt nó ngược lại. Đấy. Đứng thấp. Nguy hiểm quá. Bắt đi. Đấy, bắt đi. Con này đang trèo ra đấy. Con nào ra thì bắt con đấy. Đấy, mọi người thấy không? Con to mà mầm. Ồ, rắn này, sợ thật ý. Dặn chân. Ui, sắp đôi luôn à? Ui, hai con này giống nhau nhỉ? Ừ, hai con này giống nhau thế. Giống nhau. Song sinh. Tiếng đùa với bọn này. Cứ bỏ vào túi cho nó an toàn đi. Không, dây dây như vậy này. Bắt một phát này nữa xem nào. Rồi, thôi cứ bỏ hết vào túi cho nó an toàn nhé. Hai anh em song sinh này. An toàn trên thế. Mất mạng. Ấy, không vội được. Con này từ từ để xem rồi nó bỏ nó trắng chưa. Con này được 5 con mọi người nhé. 5 con luôn. Kinh nhỉ. Bỏ túi đi. Hơi điến đi. Bỏ túi đi em ơi. Nặng chân. Hơi điến. 2 cân con. Ui giời, kinh vào ơi, cái nhà này mọi người thấy không? Anh em vào đây coi thế này, biết bao nhiêu rắn ở trong cái bể nước mưa hả? Quá kinh khủng luôn, sợ thật. Ừ. Đấy, đến xem cái bể tiếp theo nó có không? Sợ thế chứ. Hết rồi.
nằm hết trong cái bể nước mọi người này. Nằm hết trong này. Thế mọi người nhá, thì hôm nay anh em đến khám phá cái ngôi nhà hoang này thì anh em mình đã bắt được 5 con rắn đúng không? Nó trong cái bể nước bỏ hoang này mọi người nhá. Thế mọi người nếu mà ai mà muốn anh em đi khám phá những ngôi nhà hoang nhiều hơn ấy thì mọi người nhớ để lại bình luận. Cái gì? Ui, nó nhìn nó mà chạy. Ui, kinh quá.